Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com gạch chéo Đồ Gỗ Đức Hiền. Và ngày hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2016. Trong clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu hai cặp bàn thờ gỗ mun. Và chúng tôi đang quay tại tầng 5 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền với website là đồgỗđứchiền.com. Và mọi cái thông tin quý vị cần thiết thì có thể hỏi giá, thì nhắn tin hoặc gọi điện đến 0984 666 999, chính là số điện thoại của tôi, kỹ sư Đức, chủ nhân của hãng Đồ Gỗ Đức Hiền. Và hai cái cặp bàn thờ này là chúng tôi đã làm theo đơn đặt hàng, là một một cặp là theo đơn đặt hàng của một bác sĩ anh ở Viện Bỏng Quốc gia. Và trong cùng đợt đó thì anh có đặt thêm một tủ áo và một giường cũng gỗ mun. Nhà anh có lẽ là toàn chơi gỗ mun hết, bởi vì anh cũng có điều kiện, và cái gỗ mun là biểu tượng của sự quý phái của vua chúa, giống như những cái câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, hay là con ngựa gỗ mun là cái loài gỗ đã được nhắc đến trong chuyện cổ tích hàng ngàn năm nay. Bởi vì chính cái vẻ đẹp của gỗ mun, cái vân của nó là hoàn toàn khác biệt so với các cái loại gỗ khác, cho nên nó tạo nên một cái vẻ đẹp huyền ảo. Và gỗ mun thì cái sắc chính của nó là màu xanh đen chứ không phải là đen, cho nên tại sao người ta không gọi gỗ mun là black wood, tức là gỗ đen, mà người ta lại gọi là ebony wood. Ebony là một cái từ không phải là đen nhưng mà là mang cái sắc thái đen. Đã thế thì mun đây lại không phải là mun đen mà là mun hoa. Như quý vị nhìn thấy đây, những cái sắc vân của nó đẹp không tả được, và có thể nói rằng đẹp hơn cả vẽ luôn. Có người gọi là đẹp như vẽ nhưng mà đây gọi là đẹp hơn vẽ. Và chính vì cái gỗ mun nó quá đẹp cho nên là giá trị nó cao, và đã có một số những cái đơn vị làm là họ đã vẽ vân vào. Còn ở Đồ Gỗ Đức Hiền là chuyên nghiệp về gỗ mun và xin cam kết là tuyệt đối là không vẽ vân bao giờ. Và chúng tôi thường là giao mộc cho khách hàng. Gần đây thì cũng có một số khách hàng cũng muốn là đánh một lớp xi thật mỏng để bảo vệ gỗ thôi, chứ chúng tôi không bao giờ đồng ý là đánh vernix hay là sơn vào sản phẩm gỗ mun. Bởi vì làm như vậy, cái hàng của mình là hoàn toàn thật nhưng mà nó bị khó phân biệt được, không rõ thật giả như thế nào. Và đồng thời nữa là cái lần này tôi làm cũng khác lần trước, là trước đây tôi đã làm nhiều cặp bàn thờ gỗ mun rồi, và làm là cái ván mặt bàn lớn là 1 phân, nhưng bây giờ chúng tôi đã xẻ lên đến gần 2 phân, cho nên là bây giờ cái ván mặt này là vô cùng là dày, và khi mà đấm vào trong ván nó kêu bịch bịch chứ nó không kêu bong bong nữa. Bản thân cái ván một cái mặt bàn này, mà đây mặt bàn này là từ đây đến đây là 1 khối, tất nhiên chúng tôi đã gông vào nhau nó rất là chắc chắn rồi, nhưng mà khi mà khênh là 2 người là khênh một cái mặt bàn này là rất là khó khăn vì nó quá nặng. Bây giờ tôi từ từ tôi đi qua các chi tiết để quý vị quan sát. Tất cả đều được trơn tru sạch sẽ. Và đây đã là xong phần mộc còn cơ bản. Và đến khi chính thức chuẩn bị chuyển cho khách, chúng tôi sẽ đánh giáp mịn và cọ bóng thêm một lần nữa. Bây giờ đi vào các cái chủ đề nội dung. Thì từ trên mặt xuống là có lượt phào. Sau đó đến cái lượt cổ này là gấm chữ vạn, biểu trưng cho vạn sự như ý. Và ở cái phần gấm chữ vạn này thì chính vì cái gỗ mun nó rất là đặc biệt, cho nên là có một số cái phần mà những cái vân nó đan xen và nó nổi lên, cho nên quan sát gần nó loang lổ các màu trông rất là sướng mắt, trông rất huyền ảo. Và ấn tượng nhất là những cái chỗ mà vân ở dưới nó đen nhưng mà ở trên nó lại là đến lớp vân trắng, cho nên cứ như là đặt vào vậy, trông rất sướng. Thế còn các cái hoa văn ở các cái ô bên cạnh và ở giữa thì chủ đạo chính là hoa sen. Và ở cái khoang chính vì nó lớn thì ở giữa chính là lá sen, những bông sen rất tinh xảo, và bên cạnh thì là tùng hạc. Cho nên là bởi vì cái ý nghĩa của tùng hạc là tùng hạc diên niên,
Cầu chúc cho năm tháng dài lâu, mạnh khỏe, trường thọ. Trên phần giữa là hoa sen, thì đối với trong cái tín ngưỡng của bên Phật giáo thì hoa sen vẫn là hoa chủ đạo, và những bàn thờ này như vậy có thể dùng để thờ gia tiên hoặc thờ Phật thì đều được cả. Còn bên cạnh là những cái biểu tượng của phúc lộc thọ, tức là những cái chú rơi, càn đồng tiền và kèm với chữ thọ, cho nên những cái này rất là tinh xảo và tỉ mỉ. Đây. Còn đằng trên là những cái đường chuyền chạy, gọi là mang màu sắc trang trí thêm. Và khi ngắm cái bàn gỗ mun thì chúng ta sẽ ngạc nhiên liên tiếp, bởi vì đang từ trên này là cái phần chuyện với cái sắc vân khác, và xuống dưới là một cái thanh xà này với những cái đường vân như là những cái mây, và màu là màu xanh. Còn đi đến cái mặt bàn con này thì lấy quý vị xem, mà đây là cặp thứ nhất, và bây giờ tôi chuẩn bị lia máy sang cặp thứ hai. Alo, có 23 triệu đúng không? Cũng được 18 triệu giày phân 8. Đắt hơn chứ, nó to hơn, dày hơn mà. À, 28 triệu bộ hạng nhất. Vâng, không, đấy là hạng nhất, còn bộ ngoại hạng nó dịp Tết là 42 triệu. Rồi, rồi. Nhà mình ở xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Gia Lâm với cả đây thì nó ngắn không cho cái gì. Đi xe buýt đến nhà anh được. Không, nhà mình thuộc huyện Phú Xuyên là phía nam của Hà Nội. Từ Thường Tín mới xuống Phú Xuyên đấy. Thế lúc nào qua đi, lúc nào nhà mình có mấy chục bộ trong nhà nhé. Xin lỗi quý vị là trong khi quay phim thì cứ có khách hàng gọi điện đến, bởi vì ở đồ gỗ Đức Hiền thì hầu như mọi người đều được phân bổ lao động trực tiếp, và bản thân chủ hãng là kỹ sư Đức cũng thường xuyên là trực tiếp bốc hàng, kiểm tra kỹ thuật và cũng đi giao hàng, cho nên là ở đây là mọi người cùng, tức là cái không có cái người mà làm cái việc văn phòng riêng, cho nên đôi khi cái việc mà đang quay phim mà lại chen lẫn cái cú điện thoại bên ngoài vào thì nó cũng hơi bất tiện, mong quý vị hết sức là thông cảm. Đây là cặp thứ hai. Như vậy là, và thực ra thì hai cặp này thì cũng cùng làm một ngày và cùng một tổ thợ, cho nên là quý vị nhìn thấy tổng thể đây thì trông có vẻ như là rất giống nhau. Thì chúng tôi cũng báo cáo lại là trong hai bộ này thì một bộ là đã làm theo đơn đặt hàng của một bác sĩ ở Viện Bỏng Quốc gia tại Thanh Trì, cũng gần cái cơ sở ở cái chi nhánh Hà Nội chúng tôi. Chi nhánh chúng tôi là tại ngõ một cầu Bưu. Đến tháng 8 này bắt đầu chính thức bày hàng để bán. Thì trên đấy là có hai cái nhà 4 tầng, mỗi cái nhà là 200 mét vuông. Thì hy vọng là một số mặt hàng sẽ bày được trên đó thì khách hàng nội thành đến xem thì nó tiện hơn. Tuy nhiên thì cái quy mô lớn thì có lẽ là vẫn phải về đồ gỗ Đức Hiền bản gốc ở tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thế là chúng tôi là có khu A và khu B. Đây là tầng 5 của khu A. Tại bên khu A là 6 tầng như thế này, và bên khu B là 4 tầng, tổng cộng là 10 tầng. Mỗi tầng 200 mét vuông là tổng cộng là 2.000 mét vuông. Đây tôi đứng bên này là tôi quay sang bên kia đường, chính là khu B của chúng tôi. Cái nhìn thấy chiếc Đức Hiền tít đằng xa kia. Là khu A, khu B là ở hai ven đường, ở hai bên đường.
Clip cũng đã tương đối đầy đủ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến đồ gỗ Đức Hiền, và nếu có một số quý vị mà quen giao dịch qua Zalo, Viber thì xin tìm Đức Hiền ở số 0967666111. Và đây là cái máy smartphone nó lớn nhưng mà tôi ít khi đeo bên người, tôi hay để ở bàn làm việc, cho nên có gì quý vị cứ nhắn tin và tôi sẽ mở ra tôi xem. Còn bình thường thì quý vị sẽ nhắn tin hoặc gọi điện đến số 0984666999. Số này luôn luôn để bên cười bất kể lúc nào, ngày đêm. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau.